tưởng anh là cá mập, ở nhà anh là cá bò. Nó bảo anh sợ vỡ, anh bảo xuống nó quá non. Nhà làm ăn chẳng có mái, không phải sợ đấy là tôn trọng. Không nói to hạ cái tôn trọng. Đơn giản thôi, vì dâu vì bạn, sao vì vợ, và cả con.